Thưa quý vị và các bạn, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng thành lập thành phố Phú Quốc, thành đoàn phối hợp với ban tuyên giáo thành ủy Phú Quốc tổ chức hội thi thiết kế và diễu hành xe hoa chào mừng thành lập thành phố Phú Quốc. Tham gia có 11 xe hoa của các đơn vị đoàn ngành, doanh nghiệp, đoàn thanh niên và ban tuyên giáo các xã phường trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Các xe hoa được thiết kế công phu, có trang trí lắp đặt biển tên đơn vị, cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ đoàn, ảnh Bác Hồ, logo của ngành, đơn vị, tranh cổ động, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng thành lập thành phố Phú Quốc, thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì cũng nhằm mục đích để tuyên truyền, rồi cổ vũ, động viên, tạo cái không khí phấn khởi thi đua trong đoàn viên thanh niên để trong thời gian tới ra sức phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ xây dựng thành phố Phú Quốc ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phấn khởi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Phú Quốc ngày càng giàu đẹp. Về phía đơn vị thì rất là phấn khởi được mà tham gia cái hội thi thiết kế xe hoa để chào mừng thành lập thành phố Phú Quốc. Tham gia cuộc thi lần này qua những hình ảnh, những cái nội dung của cuộc thi thì cũng muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn tuổi trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên hãy phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng góp sức cho sự phát triển của quê hương đảo Ngọc. Ngay sau phần thi thiết kế xe hoa, các đơn vị dự thi đã tham gia diễu hành trên các trục lộ chính từ phường Dương Đông, trung tâm thành phố đến phường An Thới, nơi tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc.